Giá vàng SJC vào cuối giờ chiều ngày 18 tháng 7 lại tiếp tục rơi tự do. Chỉ trong một tiếng đồng hồ từ 16 giờ đến 17 giờ, vàng SJC đã giảm thêm gần 1,6 triệu đồng một lượng, tổng cộng giảm đến 5,8 triệu đồng một lượng chỉ trong ngày hôm nay. Cập nhật giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 17 giờ, công ty SJC giảm thêm 1,7 triệu đồng một lượng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán xuống, còn 61,8 triệu đồng một lượng mua vào và 63,8 triệu đồng một lượng bán ra. Như vậy, so với đầu giờ sáng, vàng SJC tại công ty này đã giảm tổng cộng 5,5 triệu đồng một lượng chiều mua và 4,15 triệu đồng một lượng chiều bán. Tại tiệm vàng My Hồng, thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC cũng được điều chỉnh giảm thêm đến 2,2 triệu đồng một lượng chiều mua và 1 triệu đồng một lượng chiều bán, tổng cộng giảm 5,8 triệu đồng một lượng chiều mua và 4,05 triệu đồng một lượng chiều bán so với đầu giờ sáng, xuống còn 61,2 triệu đồng một lượng mua vào và 63,5 triệu đồng một lượng bán ra. Tại Hà Nội, công ty P&G báo giá vàng SJC ở mức 62 triệu đồng một lượng mua vào và 63,9 triệu đồng một lượng bán ra, giảm thêm 1,4 triệu đồng chiều mua và 1,1 triệu đồng một lượng chiều bán so với một tiếng trước đó. Tổng cộng giảm 5,35 triệu đồng một lượng chiều mua và 4,15 triệu đồng một lượng chiều bán so với đầu giờ sáng. Lý giải việc giá vàng SJC trong nước lao dốc không phanh, các chuyên gia về vàng cho biết, việc giá vàng SJC trong nước đi ngược xu hướng hoặc phản ánh không hết đà tăng giảm của giá vàng thế giới trong một thời gian dài khiến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ngày càng cao. Thêm một lý do nữa khiến giá vàng SJC vào cuối giờ chiều nay tiếp tục rơi mạnh là do nhiều người mua vàng trước đó thấy giá vàng giảm mạnh nên đã mang ra bán để cắt lỗ, khiến giá vàng lao dốc.